Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, dù cho S-500 được đánh giá là một hệ thống phòng thủ cực mạnh, nhưng theo trang web Defense Blog, so với hệ thống TASS, thì hệ thống phòng thủ của Nga vẫn đang xếp sau. Theo nguồn tin này, nhà thầu Bay System có cơ sở tại Mỹ và hãng Lockheed Martin đã đạt được một thỏa thuận về việc phát triển hệ thống sục sạo hồng ngoại mới GOS trang bị cho thờ phòng thủ TASS gói nâng cấp trên sẽ giúp mở rộng đáng kể phạm vi đánh chặn và tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu của tass việc phát triển và hoàn thiện hệ thống gos hiện nay thì là một trong những ưu tiên hàng đầu của bay sức đây là sản phẩm giúp khẳng định thương hiệu của hãng chế tạo vũ khí anh trong lĩnh vực phát triển hệ thống dẫn đường tinh vi dành cho các dòng tên lửa chính xác cao giám đốc chương trình phát triển tổ hợp tass là barry jaden đã cho biết theo thiết kế của hệ thống tass Đồ dò hồng ngoại GOS đóng một vai trò rất quan trọng khi nó là một thiết bị giúp nhận diện mục tiêu tại độ cao lớn để điều khiển tên lửa đánh trúng mục tiêu với độ chính xác gần như là tuyệt đối. Sự tinh vi của hệ thống giúp GOS có thể nhận diện ra mục tiêu ở những khoảng cách lớn và trong những môi trường đặc biệt như là tầng ngoại vi của khí quyển trái đất. Bay System đã cung cấp khoảng 500 hệ thống GOS gồm nhiều phiên bản khác nhau dành cho phía đối tác của Mỹ. Quá trình tích hợp hệ thống ZOS mới vào tên lửa đánh chặn của hệ thống TASS sẽ được tiến hành tại cơ sở của Bay System tại Nassau thuộc bang New Hampshire và Enicos thuộc bang New York. Đánh giá về gói nâng cấp của hệ thống TASS, trang Defense Block cho rằng hệ thống phòng thủ này của Mỹ càng khẳng định được sức mạnh trước hệ thống S-500 của Nga đang hoàn thiện. Vũ khí này là một trong những tinh hoa của nền công nghiệp quốc phòng Nga có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo và vệ tình. Các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của tổ hợp phòng không S-500 xóa bỏ mọi nghi ngờ về khả năng xác thực của nó. Tại Nga, tổ hợp phòng thủ S-500 được thử nghiệm ở khoảng cách mà trước đó được cho là không thể vượt qua. Trong một số cuộc thử nghiệm, thì tổ hợp S-500 bắn trúng và tiêu diệt thành công mục tiêu tại khoảng cách lên đến 481 km đây là khoảng cách lớn hơn rất nhiều so với các tổ hợp phòng thủ của Nga từng thử nghiệm trước kia. Theo thiết kế, S-500 có thể tiêu diệt mục tiêu với bán kính lên đến 600 km. Với những tính năng của S-500 thì hiện nay vũ khí này không có đối thủ trên thế giới. Tuy nhiên, tờ báo Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ này của Nga không thể thực hiện đòn truy đuổi tiêu diệt với mục tiêu như là của Mỹ. Tạp chí National Interest đã cho biết ngay từ thời Chiến tranh lạnh Hầu hết, những hệ thống đánh chặn của phòng thủ Mỹ đều được thiết kế theo kiểu đánh chặn hit to -Q. Hiện nay, phương thức đánh chặn hit to vẫn là số 1 và Mỹ khiến không một nước nào có thể theo kịp. Từ những hệ thống Patriot cho đến hệ thống THAAD và đặc biệt là đàn đánh chặn của chương trình phòng thủ tên lửa quốc gia NMD cũng sở hữu cách đánh chặn này. Những hệ thống phòng thủ này được thiết kế với cảm biến, bộ điều khiển, chuyển hướng cực kỳ linh hoạt một đồ đạn đánh chặn có thể đạt vận tốc siêu vật âm cùng khả năng chuyển hướng mà không làm giảm độ chính xác giúp cho nó có thể tiếp cận và tiêu diệt những tên lửa hiện đại nhất thông tin về tên lửa của đối phương bao gồm quỹ đạo và phạm vi ảnh hưởng có thể xảy ra được chuyển đến trung tâm thì dựa trên những vệ tinh và hệ thống radar trên mặt đất chỉ sau ít phút từ khi có thông tin về tên lửa của đối phương hệ thống tên lửa đánh chặn đã được chuẩn bị sẵn sàng và được lập trình bởi thông tin thu được từ radar. Khi tên lửa được phóng đi, thực hiện đòn đánh kiểu hit to kill, cách đánh rất khó chống đỡ với bất cứ hệ thống phòng thủ nào của Nga, dù cho đó là S-500. Mục tiêu gần như không có cơ hội trốn thoát. Trong một diễn biến khác có liên quan đến vũ khí của Mỹ, quân đội Mỹ vừa quyết định phát triển một phiên bản mới của tên lửa chống tăng Thao và biến dòng tên lửa này thành vũ khí tầm xa. Quyết định phát triển phiên bản mới của hệ thống Taos được Bộ Quốc phòng Mỹ giao cho nhà thầu Raytheon. Theo yêu cầu, phiên bản mới của tên lửa Thao phải có tầm bắn tăng thêm 50% so với phiên bản tiêu chuẩn Thao 2B và gấp đôi so với đàn cũ hơn. Điều đặc biệt theo yêu cầu của quân đội Mỹ là thay vì điều khiển tên lửa qua hệ thống dây dẫn như là hiện nay, thì tên lửa Thao phiên bản mới phải được tích hợp khả năng bắn và quên, tức là tên lửa tự tìm đến mục tiêu sau khi khai hỏa mà không cần đến sự can thiệp của xa thủ. Phiên bản mới này, dòng tên lửa thao sẽ được phục vụ trong quân đội Mỹ đến tận năm 2050 và cho thấy đây là một dòng tên lửa chống tăng có thời gian hoạt động lâu hàng đầu trên thế giới. Không giống như hiện tại, khi mà tên lửa thao chỉ hầu hết được khai hỏa từ bề phóng, mang vác trên mặt đất và tích hợp trên xe chiến đấu. Hệ thống mới sẽ được dùng để trang bị cho trực thăng, cường kích A-10, tàu cỡ nhỏ, hoặc đảm nhận làm hệ thống phòng thủ bờ đối phó với những tàu đổ bộ cỡ nhỏ của đối phương. Căn cứ vào thông tin được tiết lộ cho thấy, nhiều khả năng thao mới có tầm bắn lên tới 6.000 mét. Như vậy, dòng tên lửa này được xếp vào những vũ khí chống tăng tầm xa trên thế giới. Tuy nhiên, hiện tại thì không rõ khả năng phá hủy mục tiêu của tên lửa thao mới so với phiên bản tiêu chuẩn là như thế nào. Tại chiến trường Syria, tên lửa thao từng làm mưa làm gió, đặc biệt chỉ trong một ngày mùng 7 tháng 10 năm 2015, Lực lượng nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn đã phá hủy 24 xe tăng và xe chiến đấu của quân đội chính phủ Syria bằng tên lửa thao do phía Mỹ cung cấp. Mỹ từng đặt mục tiêu hỗ trợ quân nổi dậy chống chế độ Assad bằng thứ vũ khí phá hủy sức mạnh chủ yếu của quân đội Syria và xe tăng cũng như là xe bọc thép. Tình báo Mỹ là CIA mua tên lửa thao từ kho dự trữ của Đạp Sút và vận chuyển vào Syria qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Một số quan chức Nhà Trắng cho biết với chương trình tên lửa thao dưới tờ chính quyền của tổng thống Mỹ là Barack Obama muốn gây sức ép quân sự đủ mạnh lên chính quyền Assad để ông ta buộc phải nhượng bộ, chấp nhận đàm phán chấm dứt xung đột và từ bỏ quyền lực. Tên lửa thao đã triệt phá lợi thế quân sự của quân đội Assad là xe tăng và xe bọc thép. Nó phát huy tác dụng giống như là tên lửa Stinger tại Afghanistan. Nhà phân tích Jeff White thuộc Viện Chính sách cận đồng Washington của Mỹ đã nhận định. Cùng với đó, Chuyên gia Obai Sabadan ở Dubai cũng cho rằng tên lửa Thao đóng một vai trò to lớn trong việc quân nổi dậy làm suy yếu nghiêm trọng quân đội Syria, khiến cho chính quyền Assad đối mặt với những nguy cơ lớn. Kể cả người Mỹ cũng ngạc nhiên với hiệu quả của tên lửa Thao khi tác chiến chống lại quân chính phủ Syria, ông Sabanda nhấn mạnh. Trong khi đó, Mỹ vừa có thử nghiệm thành công đầu tiên hệ thống động cơ mới dùng cho tên lửa hành trình giá rẻ thay thế sứ giả chiến tranh Tomahawk. Thông tin về chương trình vũ khí đặc biệt này được tờ báo The Driver dẫn tuyên bố của lò nông góc cho biết. Để thực hiện, thì nhà thờ Lockheed Martin đã nhận được hợp đồng trị giá là 110 triệu đô la từ Phòng Nghiên cứu Không quân Mỹ để phát triển hệ thống tên lửa hành trình giá rẻ có thể phối hợp tấn công theo một đội hình với số lượng lớn và thay đổi tùy biến. Tên lửa mới có định danh là Greywatch của Phòng Nghiên cứu Không quân Mỹ có thể được tích hợp lên chiến đấu cơ F-16 trước tiền sau đó thì nó được trang bị cho các loại tiêm kích và oanh tạc cơ khác của không quân Mỹ. Ngoài ra, dòng tên lửa này thì có cả phiên bản từ ống phóng. Chương trình được chia thành 4 giai đoạn phát triển kéo dài trong 5 năm. Giai đoạn đầu tiên phát triển và hoàn động cơ được cho là sẽ hoàn tất vào giữa năm 2020. Harry Morris, giám đốc chương trình tên lửa cải tiến của Lockheed Martin đã cho biết, tên lửa mới do Lockheed Martin phát triển là mẫu tên lửa giá rẻ, có thể hoạt động hiệu quả trong những môi trường khắc nghiệt. Crywatch sẽ được thiết kế theo hướng tối đa hóa khả năng thay thế, bộ phận và cho phép khách hàng tích hợp các công nghệ tiên tiến như lắp đặt thêm đầu đạn sát thương cao hay động cơ nhiên liệu hiệu quả hơn, ông Hedy cho biết. Khi chính thức được trang bị, dòng tên lửa này sẽ dần thay thế sứ giả chiến tranh tàu mà hốc hiện nay của Mỹ. Ngay trước khi chương trình vũ khí đầy tham phòng này được công khai, thì trang UPD đã dẫn nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết Nước này đang tìm kiếm dòng tên lửa đa năng giá rẻ mới để thay thế cho Tomahawk. Ngay từ thời Tổng thống Barack Obama thì cũng đã từng nhắc đến kế hoạch hủy bỏ chương trình tên lửa Tomahawk, loại tên lửa mà các chuyên gia nhận định rằng chúng đã giúp hải quân Mỹ duy trì ưu thế quân sự trong nhiều thập kỷ vừa qua. Vậy, đâu là nguyên nhân có kế hoạch này? Theo tài liệu của Hải quân Mỹ, ngân sách dành cho chương trình tên lửa Tomahawk đã bị cắt giảm 128 triệu đô la theo ngân sách năm tài khóa 2015 và chương trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi kết thúc năm 2017 hoặc là trong năm 2018. Dù cho ngân sách dành cho quốc phòng của Mỹ bị cắt giảm, tuy nhiên, việc khai tử chương trình tên lửa Tomahawk có vẻ không liên quan đến ngân sách. Chính phủ Mỹ muốn dành ngân sách chương trình Tomahawk để đầu tư cho một chương trình tên lửa thử nghiệm mà phải ít nhất 10 năm nữa mới có thể hoạt động. Các chuyên gia hải quân Mỹ từng lo ngại rằng việc xóa bỏ chương trình tên lửa Tomahawk mà, mà chưa có các hệ thống khác thay thế sẽ đe dọa y thế của Mỹ khi nước này đang phải đối mặt với những đội quân ngày càng tiên tiến đến từ Triều Tiên cho đến Trung Đông. Hai quân Mỹ đã sử dụng các biến thể khác nhau của tên lửa Tomahawk trong vòng hơn 30 năm qua. Trong chiến dịch báo tác sa mạc, các vùng chiến sự tại Iraq, Afghanistan, Syria cho đến Ban Căng. Trong cuộc tấn công Iraq vào năm 2003, Lực lượng liên quân đã bắn 700 quả tên lửa hành trình Tomahawk trong năm đầu tiên. Liên quân Mỹ và phương Tây cũng đã bắn 110 quả tên lửa loại này trong chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya năm 2011. Với tốc độ sử dụng hiện tại, tức là khoảng 100 quả trên một năm, số lượng tên lửa Tomahawk sửa chứ sẽ hoàn toàn cạn kiệt khi kết thúc năm 2020. Và hải quân Mỹ sẽ không có gì để sử dụng, và đây có thể được coi là nguyên nhân khiến cho Mỹ dốc sức phát triển dòng tên lửa hành trình đa năng giá rẻ bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo